Hello tất cả anh em nhé. Hôm nay lại có khách làm cái bộ cửa mở lùa ba cánh ba ray. Bản nhôm nó rất là to nhé. Và hệ nhôm này nó rất là dày. Nó độ dày của nó là 2 ly. Đây. Nó được 139 này. Đấy, gần 14 phân. Thế nhôm này nó dày được 2 ly. Cho nên là những cái cửa này mà làm cửa đại rất là chắc, rất là khỏe. Nhôm sinh pha Quảng Đông, màu nâu cà phê. Thì hôm nay lại review để anh em tham khảo nhá. Làm xong cái này lại đi uốn vòm loạt đây, nhưng mà tôi làm xong cái này trước để đi uốn vòm. Đấy, cái bản nhôm này nó rất là to, 14 phân nhé. Đấy, mình chập đôi rồi mình cắt. Thế và cái thanh ngang này thì nó bằng cái chiều của ô cửa, mình trừ đi 3/8 là cắt được cái thanh khung bao ngang trên và ngang dưới. Còn thanh đứng này mình cắt đúng bằng cái lọt sáng của ô cửa, tức là cái bằng cái lọt sáng thông thủy đấy. Rồi còn thanh khung bao ngang trên và ngang dưới thì bằng chiều rộng của ô cửa mình trừ đi 3/8 nhé, hoặc là các bạn trừ đi 4 phân cũng được. 2 ly không đáng kể, để cho nó dễ nhớ. Cái cắt cây đứng nhá. Cây đứng thì ba ray ba cánh, cửa này có ba cánh. Thì cái cánh ở giữa thì có hai cây móc, còn hai cái cánh ở hai bên thì một móc một trơn. Thế tổng cộng là có 4 cây móc và 2 cây trơn. Thì cái cây chiều dài của cái cây này thì bằng chiều dài của khung bao, tức là của chiều dài của chiều cao của ô cửa đấy. Mình trừ đi 6/2 là sẽ cắt được cái cây này. Đấy. Anh em nhớ lấy chiều cao đứng của khung bao ấy, trừ đi 6/2 là sẽ cắt được cây này nhá. Thì trong quá trình mình đo cửa, mình tính toán làm sao mà cửa mà nó càng to thì mình trừ hao đi để cho nó dễ lắp đặt ấy, hoặc là dễ chỉnh cửa để cho nó vuông thì mình trừ nhiều hơn. Thế thì khi mà cắt được cái cây đấy rồi thì cái cây này sẽ phải theo cái cây chiều đứng của khung bao. Đấy. Nhớ là trừ đi 6/2 thì cắt được cây này. Cái thanh ngang thì mình sẽ cắt 3 cây bằng nhau nhé. Thì cắt bằng nhau như này là sau mình đi đặt kính các thứ là rất là dễ dàng và làm nó rất là thuận lợi. Đấy. Bằng kích thước luôn. Đây là cây bé là cây ngang trên này, còn cây to là cây ngang dưới này. Đối với cái khung bao của cái cửa này tháo ra lắp vào rất là dễ dàng nhé, không bị ảnh hưởng gì.
và mình có thể test trước khi giao cho khách hàng. Sau đó là mình lại tháo ra được và bó vào để vận chuyển đến công trình, nó cũng rất là dễ dàng. Đấy thì mình cứ dựng ra cái nền phẳng, dựng vào tường và có thể là thử trực tiếp. Đấy, thì cái cánh đứng mình trừ 6/2. Cánh giữa là mình làm theo dạng móc quay bên nọ và móc quay bên kia. Các bạn tính toán làm sao mà để cho các móc mà nó móc được vào nhau khi đóng cửa. Đấy. Mỗi cánh một ray. Đấy thì mình thử xem là mình trừ đúng hay sai thì mình cứ kéo ra hết cỡ. Đấy. Ví dụ nó như thế này. Cửa này ba cánh ba ray mà người ta làm trong nhà thì có hai cái chốt sập hai bên. Thì chốt sập thì mình làm bán tự sập thôi nhá. Chứ nếu mà tự sập thì lắm lúc đi ra ngoài xong rồi vô tình kéo cái cửa cái thì nó sập mất thì lại không vào được. Đấy thì cách trừ thì như những lần trước mình nói rồi, cái đối với cái chiều đứng của khung bao thì mình là tính thẳng luôn bằng khung cửa. Thế còn cái khung bao ngang trên và khung bao ngang dưới, đây là khung bao ngang dưới này, thì mình cắt bằng cái khung bao ngang trên và mình trừ đi tổng là 3/8, tại vì là nó chỉ đâm đến chỗ này thôi. Đấy. Từ mép này đến cái chỗ mà cái đầu của cái cây nhôm là nó chỉ là 1/9 thôi, tổng hai đầu thì sẽ là 3/8. Thì mình trừ đi 3/8 thì cắt được cái thanh ngang này. Lấy chiều rộng của ô cửa mình trừ đi 3/8 nhá. Rồi. Thế còn đến cây cắt thanh đứng này. Thanh đứng này thì mình trừ đi 6/2 so với cái thanh khung bao này. Là được 6 thanh đứng và nó có 2 thanh trơn và 2 thanh móc. Thế còn cắt cây ngang này thì mình cắt bằng nhau rồi, 6 cây ngang trên và ngang dưới. Thế thì cách tính cái thanh ngang này thì mình tính như sau. Mình lấy cái chiều rộng từ cái đầu mút này của khung bao nhé. Đấy, chạy từ bên đầu mút này đến cái đầu mút bên kia mình chia cho 3. Mình làm phép chia trước để cho nó khỏi bị nhầm, chứ lại nhiều khi là dùng phép cộng trừ trước mà lại không bỏ đóng ngoặc là hay bị sai. Mình dùng phép chia trước được bao nhiêu, sau đó là mình trừ đi 61 thì sẽ cắt được 3 thanh này. Đấy, thì trong catalog thì nó giới thiệu là ba cánh này thì cách trừ lấy số nó khác nhau. Nhưng mà mình để xô nó về cùng một cái kích thước ấy thì làm nó sẽ nhanh hơn. Và đặt kính nó cũng cùng một kích thước thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Và trong quá trình mình lắp ráp ấy thì không sợ dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Thế thì nó rất là nhanh. Đấy. Thế còn cái cánh đứng này thì mình trừ đi 62. Hoặc là bạn nào mà có thể co giãn trừ đi 65 cũng được. Từ 62 đến 65 đều được hết. Thì đây của mình đang trừ là 62. Đấy. Của mình là phay cái lỗ khóa này là bao giờ mình cũng quay cái lỗ này rất là rộng nhá, và nó áp sát vào đây để còn
mình có thể là chỉnh bằng cái lục được. Đấy thì cái ba cánh ba ray này lấy gió rất là ok, và nó rất là rộng rãi, chắc chắn đẹp lắm. Nếu mà mình làm bốn cánh thì nó nát cửa ra, nhưng mà cái ô này mà làm ba cánh thì cái tỷ lệ cánh nó rất là hợp lý. Đấy thì còn cái cách đột lỗ của cái thanh này thì như sau, có bốn thanh móc ấy, bốn thanh móc thì mình đặt làm sao là bốn thanh này là đột giống nhau hết, thì cái quy tắc bàn tay phải này, hình dung cái ngón tay, bốn ngón tay bên kia chính là cái móc và bên này là cái mặt phẳng này, thì mình đặt đặt như thế và mình đột dập cái lỗ chạy ray giống nhau, bốn thanh này cùng một chiều nhá, thì khi mình lắp vào kiểu gì nó cũng đúng. Nhưng mà nếu mà có một thanh mà lại ngửa móc theo kiểu tay trái này ấy, thì lại là sai ngay. Thế cho nên là tùy từng cửa ba cánh ba ray thì mình sẽ dựa theo cái quy tắc bàn tay phải này, và mình xoay đúng cái chiều này và mình đột cái lỗ chạy ray ở bên dưới một loạt. Thế còn ở phía kia là sẽ là lỗ chạy ray ở trên của cái máng trên. Đấy thì mình nhớ như thế thì không bao giờ bị nhầm cả. Đấy. Thế, kích thước cái cửa này là rộng là 2m8 và cao là 2m rưỡi. Nếu mà cao hơn nữa thì nó cũng đẹp chứ không phải là gì đâu. Cửa này có thể cao được đến 3m. Vẫn đảm bảo chắc chắn và thẩm mỹ. Anh em mình đã giới thiệu với anh em cách trừ cái cửa ba cánh ba ray. Thì đây là cửa này là cánh bản rộng 62 nhá. Cái cánh trơn là được 6/2 thôi. Thế còn nếu mà cánh bản 8/5 thì lại trừ khác nhá. Đấy, anh em lưu ý cho cái điểm đó. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở video tiếp theo. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhá. Cảm ơn vì đã chú ý theo dõi.